Xin diệu pháp liên hoa tâm thường bấn kinh Bồ Tát thứ 20 lúc bây giờ phần bảo ngài đấng đại thế đại Bồ Tát rằng ông nay nên biết nếu có tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di nào thu trì kinh pháp hoa này được không đứng như trước đã nói mắng tai mũi lưỡi thân cùng y thanh tình như có người nói lời thô an mắng nhiếc dê bay mắng tội bao lớn cùng như trước đã nói đăng đại thế về thuở xưa quá vô lượng vô biên bằng cả từ thì vô số kiếm có phần hiểu là oai âm vương như lai ẩn cũng chân biến tri minh hành công thiền thể thế gian giải vô thường thì điều ngự trưởng vô thiên nhân chư Phật Thế Tôn kiếm đó tên là ly suy nướng đó tên là đại thành đứng ngoài âm vương Phật trong đời đó vì hàng trời người A Tu La mà nói pháp vì người cầu thánh văn mà nói pháp cứ để thoát khỏi sinh già bệnh trên rô rao niên bàn vì người cầu bệnh chi phân mà nói pháp mười hai nhân duyên vì các Bồ Tát thường chính đằng chính giác mà nói sao phạm ba là mật rộng ra trí tuệ của Phật đăng đại thế đứng ngôi âm vương phần đó sống lâu 40 vạn ứng na do tha hằng hà sa kiểm chính pháp trụ ở đời kiếm số như vi trần trong một viên phù đề tường pháp trụ ở đời kiếm số như số vi trần trong bốn châu thiên hạ đứng phần đó lời in chúng sinh vậy sao mới diệt độ sau khi chính pháp tường pháp diệt hết trong cõi nước đó lại có phần ra đời cũng hiểu là oai âm vương như lai ứng cung chánh biên trì minh hành tung thiền tề thế gian giải vô thường trì điều ngự trường phu thiên nhân cư hoàng thế tôn cư tự lớn như thế có ai muốn ứng đứng phần đều đồng đầu hết diệt đổ rồi sau lúc chính pháp đã diệt trong đời tường pháp những tỳ kheo tăng thường mà có thế lần lớn bây giờ có vị Bồ Tát tỳ kheo tên thường bậc kinh đăng đại thế vì cớ gì tên là thường bậc kinh vì vị tỳ kheo đó phàm khi ngó thấy hoàng tỳ kheo ni hoặc ưu ba tắc ưu ba di thầy đều lễ lạy khen ngợi mà nói rằng tôi rất kinh quý ngài chẳng dám kinh màng vì sao vì quý ngài đều là tu hành đạo Bồ Tát sẽ được làm Phật mà vì tỳ kheo đó chẳng chuyên đồng tụng kinh điển chỉ đi lễ lạy nhận đến xa thấy hàng tư chúng cũng cố qua lễ lạy ngợi khen mà nói rằng tôi chẳng dám kinh quý ngài đều sẽ làm phận trong hàng tư chúng con người lòng bấm tỉnh xin dần hờn buông lời an mắng nhiên.
rằng: ông vô tri tỳ kheo này từ đâu đến đây, tự nói ta chẳng kinh ngài mà thủ ký cho chúng ta xe đường làm phận. Chúng ta chẳng dùng lời thủ ký hư dối như thế. Trải qua nhiều năm như vậy thường bị mắng nhiếc, chẳng sinh lòng giận hờn, thường nói ngài sẽ làm phần lúng, nói lời đi nói chung nhân hoàng, lấy gậy cây ngói đá đề đánh ném ông liền chạy tránh đứng xa. Mà vẫn to tiếng xương rằng ta chẳng dám kinh quý ngài đều sẽ thành phần, bởi ông thường nói lời đó nên hàng tăng thường mang tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di. Rồi ông là thường bấn kinh vì tỳ kheo đó lung xăm trên nơi giữa hư không, nghe tròn hai muôn nghìn muôn ứng bài kệ kinh pháp hoa của Đức Oai Âm Vương Phật đã nói thuở trước. Nghe xong đều có thể thù trì niệm đường nhãn căn thanh tịnh nhị tỳ thiệt thân cùng ý căn thanh tịnh như trên được sáu căn thanh tịnh đó, rồi lại sống thêm hai trăm muôn ứng na do tha tuổi. Rộng vì người nói kinh pháp hoa đỏ lung đỏ hàng tăng thường mạng tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di. Kinh tiện vị đó đặng cho tên bất kinh này, thấy vị đó được xứng thần thông lớn. Chân nhào thuyết biện chân đại thiện tình, nghe vì đó nói pháp đều tin phụng tùy tùng, vì Bồ Tát đó giao hóa nghìn muôn chung khiến trụ trong vô thường chính đẳng chính giác. Sau khi mình chung được gặp hai nghìn ức phần đều hiểu nhận nguyện đăng minh ở trong pháp hội đó, nói kinh pháp hoa này do nhân viên đó lại gặp hai nghìn ức phần đồng hiệu là vân tự tại đăng vương ở trong pháp hội của ca đứng phần đó thu trì đồng tùng vì hàng tư chung nói kinh điển này, cho nên được mắng tâm tình thường trên đó. Hai mươi lời tâm cùng ý ca căn thanh tình ở môn chúng nói pháp lòng không sợ trên đăng đại thế, vì thường bân kinh đại Bồ Tát đó cung vàng bao nhiêu đứng phần như thế cung kính tôn trọng người khen. Trong ca công lành lúc sau lại gầm nhìn muốn ứng pho cũng mờ trong pháp hội ca đơ Phật nói kinh điển này không đơ thành từ sẽ được làm phần đăng đại thế ý ông nghĩ sao. Thường bân kinh Bồ Tát thuở đó đâu phải người nào là chính là thân ta, nếu ta ở đời chưa chăng thu trì đọc tụng kinh này vì người khác giải nói đó thời chẳng có thể mau được. Vô thường chân đăng chân giang vì ta ở chỗ căn đứng văn thọ chưa thu trì đồng tụng kinh này vì người càng nói nên mau được. Vô thường chân đăng chân giang đăng đại thế thọ đó bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di do lòng dần hờn kinh tiện ta nên trong hai trăm ứng kiếp thường chẳng gầm phàm chẳng nghe pháp chẳng thay tăng. Nghìn kiếp ở địa ngục a tỳ
chịu khổ não lớn hết tội đó, rồi lại gầm thường băng sinh Bồ Tát giáo hóa đạo vô thường chính đẳng chính giác. Đăng đại thế ông nghĩ cha bốn chúng thường khinh vì Bồ Tát Phở đó đâu phải người nào là chính là nay trong hồi này bọn ông bạc đà bà la năm trăm vì Bồ Tát bọn ông sư tử nguyệt năm trăm a vị tỳ kheo bọn ông ni tư phật năm trăm ưu bà tăng đều băng thôi truyền ở nơi đạo vô thừa chính đăng chính gia đăng đại thế phải biết kinh pháp hoa này rắn lời hình. Các vị đại Bồ Tát có thể làm cho đến nơi đà vô thường chính đẳng chính giác, cho nên các vị đại Bồ Tát sau khi phân diệt độ phải thường thụ trì đồng tùng giải nói biện chép kinh này, khi đó đừng thể tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng thuở quá khứ có phần hiểu là oai âm vương sân tri thần vô lượng diệu văn thân cả chung. Hàng trời người long thần đều chung nhau cùng dạng sau khi phần diệt độ lung pha muốn dưng hên có mong về Bồ Tát tên là Thường Bất Kinh mấy giờ hàng tư chung. Chấm mê nơi các pháp Thường Bất Kinh Bồ Tát qua đến chỗ của họ mà nói với đó rằng ta chẳng dám xin ngài quý ngài tu đạo nghiệp đều sẽ được làm phật. Những người đó nghe rồi xin chê than mặn nhiên Thường Bất Kinh Bồ Tát đều hay nhắn thù đó tội Bồ Tát hơn, rồi đến lúc gần mình chúng được nghe kinh pháp này sao căn đều thanh tịnh vì xứng thần thông vậy. Sống lâu thêm nhiều tuổi lại vì các hàng người rộng nói kinh pháp này, ca chúng chấp nói pháp đều nhờ Bồ Tát đó giáo hóa đưa thành tựu kiến trụ nơi phần đạo. Thường Bất Kinh kinh mang chúng gắm vô cho đấng Phật thì nói kinh này vài được vô lượng phụng đứng lần lần đủ công đức mau chứng thành Phật đạo. Thuở đó Thường Bất Kinh thời chính là thân ta bốn bộ chúng khi ấy nhưng người chấp nơi pháp nghe Thường Bất Kinh nói ngài sẽ được làm phần do nhờ những duyên đó mà gầm vô số phần. Chính trong pháp hội này năm trăm chúng Bồ Tát và cùng bốn bộ chúng thanh tín nam nữ tại nay ở nơi trước ta nghe kinh pháp hòa đó ta ở trong đời trường. Khuyên những hàng người đó nghe thù kinh pháp hòa là pháp bậc thứ nhân mở bài dạy cho người thiên trụ nơi bàn đời đời thủ trì luôn những kinh điển như thế. Trời ưng ưng muôn kiếp cho đến băng cả nghề lâu lắm mới nghe được kinh diệu pháp hòa này. Trời ưng ưng muôn kiếp cho đến băng cả nghề ca đấng Phật Thế Tôn lâu mới nói kinh này. Cho nên người tu hành sau khi phần diệt độ nghe kinh pháp như thế chớ sinh lòng nghi hoặc, nên phải chuyên môn lòng rộng nói kinh điển này đời đời đường gầm phần mau chứng thành phần đạo.